Một chiếc máy bay Boeing 747-400 của hãng hàng không vận tải Alas Air đang từ từ hạ cánh tại sân bay nội bài là một cảnh tượng ấn tượng. Chiếc máy bay này thuộc loại khổng lồ vì có kích thước lớn và khả năng chở hàng và hành khách đáng kinh ngạc. Boeing 747-400 là một trong những máy bay nổi tiếng và phổ biến nhất trên thế giới. Nó có khả năng chở được tới 303.686 pound hàng hóa, tương đương khoảng 137,814 tấn. Phiên bản chở khách có thể chở tới 660 hành khách và có sự linh hoạt trong việc sắp xếp không gian hàng không. Với chiều dài trên 70m và sải cánh khoảng 64m, nó tạo ra một hình ảnh ấn tượng trên bầu trời. Khi chiếc máy bay hạ cánh, bạn có thể nhìn thấy các bánh xe lớn dưới thân máy bay tiếp xúc với mặt đường, bốc khói trắng do ma sát lốp và mặt đường băng. Động cơ mạnh mẽ giúp máy bay giảm tốc độ và đảm bảo sự ổn định trong quá trình hạ cánh. Cánh máy bay được thiết kế rất chắc chắn và mang đến sự an toàn tuyệt đối cho hành khách chiếc Boeing 747, 400 xuất hiện trên bầu trời. Hay trên đường băng nó không chỉ là một phương tiện vận chuyển khổng lồ, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật của ngành hàng không. Được thiết kế với một dáng hình vô cùng ấn tượng, chiếc máy bay này là biểu tượng của sự công nghiệp hàng không và sức mạnh vô song. Điểm bắt đầu của sự tinh tế và đẳng cấp của Boeing 747, 400 là thân máy bay dài hơn 70 mét. Đây không chỉ là một con số, mà là một chiều dài đặc trưng của sự important và ấn tượng. Thân máy bay được thiết kế hết sức mềm mại và chắc chắn, tạo nên một vẻ ngoại hình đặc trưng mà không chiếc máy bay nào có thể nhầm lẫn. Sải cánh của Boeing 747, 400 rộng đến 64 mét, tạo nên một bức tranh rộng lớn khi máy bay vượt lên trên đỉnh bầu trời. Cánh máy bay được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất bay, với đường cong mềm mại tạo nên một hình dáng duyên dáng khi máy bay cắt qua không trung. Sự mạnh mẽ và ổn định của chiếc máy bay được thể hiện qua đường nét của cánh, làm tăng thêm vẻ đẹp của nó khi nó bay qua đỉnh đồi hay chạy qua bầu trời. Phần thân máy bay được sơn màu trắng ở mặt sau, tạo nên một sự tương phản hấp dẫn với bầu trời xanh. Màu trắng này không chỉ làm nổi bật dáng hình của máy bay mà còn giúp máy bay trở nên dễ nhận biết khi nó đang di chuyển giữa không gian bao la. Mặt trước của thân máy bay có thể nhìn thấy những dấu vết của những chặng hành trình, làm tăng thêm vẻ đẹp và độ chín chắn của máy bay. Trên đuôi của Boeing 747, 400 một biểu tượng tinh tế được vẽ, thể hiện hình ảnh của một người đang nâng một quả cầu. Đây có thể là biểu tượng của sự quyết tâm, sức mạnh và khả năng vượt qua mọi thách thức, một biểu tượng phản ánh đặc trưng của chiếc máy bay và hãng hàng không. Chiếc máy bay di chuyển từ đường băng vào bãi đỗ thông qua các đường taxiway. Bãi đỗ là nơi mà các máy bay được đậu an toàn và thực hiện các quy trình kiểm tra an toàn, tiếp nhiên liệu hoặc bốc dỡ hàng hóa. Ngay giữa thân máy bay có một logo lớn với chữ Atlas Air. Logo này không chỉ là một dấu hiệu của hãng hàng không, mà còn là một biểu tượng của chất lượng và uy tín. Chữ viết đậm và đặc trưng tạo nên một điểm nhấn mạnh về danh tiếng và độ chuyên nghiệp của hãng. Mỗi chiếc Boeing 747-400 của hãng Atlas Air được trang bị tới 4 động cơ phản lực, là nguồn động lực mạnh mẽ cho sức mạnh lớn của nó. Những động cơ này không chỉ đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất mà còn đảm bảo an toàn và độ tin cậy khi máy bay thực hiện các chuyến bay dài hạn. Dưới thân máy bay Chúng ta có thể nhìn thấy hệ thống hạ cánh tổng cộng 18 bánh xe. Sự mạnh mẽ và ổn định của hệ thống này giúp máy bay hạ cánh và hạ cánh một cách an toàn, đặc biệt là khi đối mặt với các điều kiện thời tiết khó khăn. Chiếc máy bay khổng lồ như Boeing 747 không chỉ giúp việc vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng hơn bằng không gian hàng không tới khắp nơi trên thế giới, mà còn giúp các công ty và tập đoàn đáp ứng sở thích của người tiêu dùng từ hàng điện tử đến thực phẩm. Khi Boeing 747 được thiết kế ngành hàng không mong đợi sẽ có các phương tiện vận chuyển siêu âm, những chiếc máy bay của tương lai, chiếc máy bay siêu âm đầu tiên trên thế giới, chiếc Tupolev Tu âm -tup 144 do Liên Xô thiết kế, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1968 và chiếc con cốt của Anh Pháp cất cánh hai tháng sau đó. Tuy nhiên, dự án SST nhanh chóng phai mở sau đó. Những chuyên gia trong thập kỷ 1960 dự đoán rằng Boeing 747 sẽ có một tuổi thọ ngắn, Cuối cùng sẽ nhường chỗ cho các máy bay di chuyển với tốc độ nhiều lần âm thanh. Những người thiết kế của Boeing 747 đã cố gắng đảm bảo máy bay phương tiện tương lai bằng cách thiết kế nó để chở hàng hóa. Phần cabin chính của 747 rộng khoảng 6 mét và có thể chứa hai container hàng hóa tiêu chuẩn. Theo Trung tâm Hàng không Châu Á Thái Bình Dương (CAPA), vào năm 1990, Boeing 747 chiếm 71% tổng số lượng máy bay chở hàng rộng toàn cầu với 542 máy bay. Nhưng đến năm 2022, con số này giảm còn 109 chiếc, chỉ còn 2%. Cuộc cách mạng mà Boeing 747 mở ra cho ngành hàng không theo thời gian mang lại kết quả đáng kinh ngạc nhưng cũng dần khiến nó mờ nhạt vào quyên lãng. Với xu hướng cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thời đại công nghệ phát triển ngày càng mạnh mẽ, kỷ nguyên của nữ hoàng trời là điều không thể tránh khỏi nhưng dự kiến sự kết thúc của Boeing 747 sẽ truyền cảm hứng cho một bước tiến đột phá trong ngành sản xuất máy bay trong tương lai, mở ra những thế hệ mới của máy bay tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và tích hợp, kết hợp nhiều tiện ích và chức năng mới, chinh phục những vùng trời xa xôi hơn. Dòng suốt chặng đường của mình, Boeing 747 không chỉ là một phương tiện vận chuyển hàng hóa mạnh mẽ, mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và kiến tạo trong ngành hàng không. Ngay từ khi ra đời, Chiếc máy bay này đã làm nên lịch sử, mở ra những khả năng mới và đưa người ta đến những nơi mà trước đây có lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện ngày càng mạnh mẽ của các công nghệ mới, Boeing 747 dần trở nên lạc lõng giữa không trung hiện đại. Sự suy giảm đáng kể trong số lượng máy bay 747 hoạt động trên khắp thế giới là dấu hiệu cho thấy sự chuyển đổi và tiến triển của ngành công nghiệp hàng không. Trong khi đó, sự kết thúc của Boeing 747 không chỉ là sự chấm dứt một kỷ nguyên mà còn là một bước ngoặt quan trọng. Nó mở ra cánh cửa cho sự đổi mới và phát triển của máy bay trong tương lai. Các nhà sản xuất máy bay hiện đại có thể hướng đến những chiếc máy bay tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và tích hợp những công nghệ tiên tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và môi trường. Nhìn chung, sự thành công và cuộc sống huy hoàng của Boeing 747 không chỉ là một câu chuyện về máy bay, mà còn là một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển không ngừng của ngành hàng không và lòng sáng tạo không ngừng của con người luôn khám phá và vươn lên cao mới. Trên bầu trời rộng lớn, chiếc Boeing 747 không chỉ là một phương tiện vận chuyển, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự kết nối toàn cầu. Hành trình của nó mang lại không chỉ là những thùng hàng quý giá mà còn là những ký ức, những chuyến phiêu lưu và những câu chuyện của những người trên đường bay. Tính đến nay, khi chiếc Boeing 747 nối gót của những chiếc máy bay hiện đại khác, chúng ta không thể không ngừng tự hỏi về tương lai của ngành hàng không liệu những đôi cánh mới có thể vươn lên thêm nữa, mang lại sự hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Bằng cách nào đó, sự kết thúc của Boeing 747 cũng là sự bắt đầu cho một chương mới trong ngành hàng không. Nó là cơ hội để chúng ta tập trung vào sự sáng tạo, không ngừng phát triển công nghệ và tạo ra những phương tiện vận chuyển không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế mà còn góp phần bảo vệ hành tinh này. Nhìn về tương lai, có lẽ chúng ta sẽ nhớ Boeing 747 không chỉ là một chiếc máy bay lớn mạnh mà là biểu tượng của niềm kiêu hãng và lòng đam mê vượt qua những giới hạn hành trình của nó không chỉ là dấu mốc trong lịch sử hàng không mà còn là biểu tượng cho sự khát khao khám phá và mở rộng danh giới của con người trong không gian lớn của chúng ta